Thay vì phải di chuyển ống nước đến từng vị trí của vườn tiêu gần 400 gốc, thì ông Ngô Tài ở xã Hành Nhân chỉ cần bật công tác của hệ thống tưới nước tiết kiệm trong khoảng 2 giờ là có thể đảm bảo đủ lượng nước cho số lượng cây hồ tiêu trên. Không phải lo lắng chỗ bị úng vì quá nhiều nước hay chỗ quá khô vì thiếu nước. Trước đây gia đình ông Tài chủ yếu lấy nước từ giếng đóng, đào và được tưới thủ công nên lượng nước hao tốn rất nhiều. Đặc biệt vào mùa khô, việc cung cấp đủ nước cho toàn bộ 1,2 hectare cây trồng của gia đình ông là không thể. Nhưng với công nghệ tiết kiệm nước được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ thì khó khăn này đã được giải quyết. Khi mà khu hoạn là cái hệ thống này thì tuyệt vời. Lý do rằng là mình bơm nước á, thì nó không có đều. Còn cái hệ thống này là khi mình để nước trong một cái hồ rồi là mình tưới cho kể cả cái hệ thống cây của mình là nó phân ra cái lượng nước là nó rất là đều. Từ hiệu quả của mô hình tưới nhỏ giọt, ông Phạm Khắc Luận ở cùng xã đã học và làm theo. Dù phải bỏ toàn bộ chi phí cho vườn cây sầu riêng và mít trên diện tích 1 hecta với số vốn ban đầu khoảng 20 triệu đồng, nhưng những lợi ích có được khi đưa công nghệ này vào sử dụng khiến cho gia đình ông hài lòng. Bởi trước đây, 4 ngày ông Luận mới tưới xong 1 hecta, đồng thời phải xoay vòng tưới liên tục. Chuyển sang áp dụng tưới tiết kiệm thì mỗi ngày ông Luận chỉ tưới 2 giờ đồng hồ, vì thế đã giảm đáng kể sức lao động và thời gian tưới. Lòng vừa cây ăn quả thì phải đầu tư nước thôi, vì không có nước thì không có thể làm cây ăn quả được. Tuy nhiên thì nó cũng tốn kém ban đầu rất là nhiều ạ, nó cũng giải thoát được cái số cái công mà lao động trực tiếp. Hệ thống tưới tiết kiệm theo công nghệ của Israel này đã quá quen thuộc với các quốc gia phát triển trên thế giới và được áp dụng khá hiệu quả tại một số vùng trồng cam, nho, thanh long, mía ở Việt Nam. Tại Quảng Ngãi, Hành Nhân là một trong những địa phương đầu tiên thử nghiệm mô hình này từ 2 năm nay, được bà con đón nhận rất tích cực. Công nghệ tưới tiết kiệm có thể giảm từ 40 đến 50% lượng nước tưới, 40% lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, 80 đến 90% công tưới, giảm chi phí và công sức đáng kể cho người dân, phù hợp để đối phó với tình trạng khan hiếm nước vào mùa khô hạn. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hiện nay là đang tham mưu cho ban tỉnh trình cho Hội đồng Nhân dân để thông qua cái chính sách về hỗ trợ tưới tiết kiệm, tưới tiên tiến trong cái lĩnh vực này với cái mức hỗ trợ là 50% so với tổng cái tiền đầu tư cho cái hạ tầng tưới tiết kiệm trên 1 hecta. Như thế thì sẽ giúp cho người nông dân sẽ được tiếp cận với một cái công nghệ tưới tiết kiệm, tưới tiên tiến trong cái thời gian tới. Ứng dụng mô hình tưới tiết kiệm theo công nghệ Israel là cần thiết với nhiều ưu điểm vượt trội, giúp tiết kiệm nước, giảm công lao động, tăng năng suất cây trồng. Đây được xem là một xu hướng mới trong phát triển nông nghiệp nhằm ứng phó với tình trạng khô hạn và biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.